Play music from Spotify. Playing some music on Spotify. Đó, rất là dễ dàng phải không quý vị? Giờ Hữu Duy sẽ cho volume nhỏ đi nhé. Ok Google. Volume down to 20%. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Choi Lake. Thì ngày hôm nay Hữu Duy sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị một siêu phẩm đến từ thương hiệu Harman Kardon. Nói đến thương hiệu Harman thì chúng ta cũng đã rất là quen thuộc với các dòng sản phẩm loa Bluetooth nhỏ gọn, loa Bluetooth thông minh rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta có một sản phẩm có thể nói là với vóc dáng rất là to đúng không ạ? Và ngay bên cạnh Hữu Duy đây chính là vỏ thùng của dòng sản phẩm đó. Nó có tên là Harman Kardon Citation Tower. Khi nhắc đến tên Citation Tower thì chúng ta có thể mường tượng được đâu đó hình ảnh của chiếc loa đó. Cũng như là đây là một thùng này sẽ chứa một đôi loa quý vị nhé. Đơn giản thì nó sẽ có hình giống trụ chẳng hạn đó. Tower giống những chiếc tháp, những chiếc trụ. Rồi, vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau unbox cũng như là trải nghiệm dòng loa mới này để xem ẩn chứa bên trong của dòng loa này sẽ ẩn chứa bên trong sức mạnh như thế nào và chất âm của nó sẽ ra sao quý vị nhé. Dạ vâng quý vị, và vừa rồi thì Hữu Duy cũng đã tiến hành unbox hộp ra rồi. Thì quý vị có thể nhìn thấy đây chính là sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Có thể nói là siêu phẩm đến từ thương hiệu Harman Kardon. Với hai chiếc loa trụ hình rất là đẹp đúng không ạ? Thiết kế rất là bắt mắt. Cũng như là phía bên trên thì ngay bây giờ Hữu Duy sẽ hướng dẫn cho quý vị cách setup của chiếc loa này rất đặc biệt quý vị nhé. Khi vừa cắm điện lên thì nó sẽ hiện lên logo Harman Kardon và nó sẽ loading có bốn đèn sáng ở phía trên. Còn ở phía trên mặt thì chúng ta có thể thấy được có một lớp seal ở đây. Có một lớp seal thể hiện là chúng ta đang chơi nhạc ở trên Spotify đúng không quý vị? Vâng, một lớp seal của nhà hãng thì Hữu Duy sẽ để tạm ở đây. Rồi. Khi bật lên thì chúng ta có thể thấy được ngay, chúng ta có thể tìm đến phòng wifi ấy, thì chúng ta thấy được thiết lập loa mới này, thiết lập loa AirPlay mới, nó đã nhận ngay ở trên AirPlay 2 rồi, Harman Kardon Citation Tower đó. Chúng ta chỉ cần click vào là chúng ta hoàn toàn có thể kết nối AirPlay chơi nhạc không dây trực tuyến. Và khi cắm lên thì chúng ta sẽ hiện lên những cái tùy chọn, đầu tiên là sẽ phải chọn ngôn ngữ để tiến hành setup này. Đó, thì how to speak, dòng loa này sẽ được sử dụng như thế nào? Dùng để nghe nhạc hay là xem phim? Nghe nhạc thì nó sẽ chơi ở chế độ stereo. Còn đâu xem phim thì nó sẽ chơi ở chế độ surround. Nhưng mà nó sẽ yêu cầu là cần thêm được những thiết bị khác, như là cần thêm một chiếc 63 hay là cần thêm một chiếc adapter. Bởi vì là nó cần thêm loa để có thể tái hiện được âm thanh vòm. Thì ở đây Hữu Duy sử dụng nghe nhạc một đôi loa thôi. Đó, thì sẽ chọn vào music và chắc chắn với lựa chọn của mình. Yes. Đó. Hữu Duy đang sử dụng gì, Android hay là iPhone, iPad? Rất là thông minh đúng không quý vị? Vâng, setup rất là dễ dàng. Và setup với Google Assistant luôn này. Đó, yes, chúng ta chỉ việc mở Google Assistant lên và từ đó kết nối connect cùng với chiếc loa này rất là dễ dàng thôi. Dạ vâng quý vị, và sau khi cài đặt xong với Google Home thì chúng ta hoàn toàn có thể ra lệnh bằng giọng nói quý vị nhé. Rất là dễ dàng. Bây giờ Hữu Duy sẽ thử một câu để quý vị xem. Ok Google. Đó. Play music from Spotify. Playing some music on Spotify. Đó. Rất là dễ dàng phải không quý vị? Giờ Hữu Duy sẽ cho volume nhỏ đi nhé. Ok Google. Volume down to 20%. Đó, Hữu Duy đã vừa cho volume nhỏ xuống 20%. Còn bây giờ thử cho volume lên khoảng 70% như vừa nãy quý vị nhé. Ok Google. Volume up to 70%. Dạ vâng. Ok Google. Ok Google. Stop playing music. Dạ vâng.
có thể nói là những thao tác cực kỳ dễ dàng để chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ của đôi loa ngày hôm nay. Và ok, đó là những cái tính năng rất đặc biệt nổi trội của dòng loa cực kỳ thông minh này. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua một chút về thiết kế bên ngoài của đôi loa Citizen Tower ngày hôm nay. Và đôi loa của chúng ta sẽ được link với nhau, quý vị nhé, sẽ tự động link với nhau mà hoàn toàn không cần phải dùng dây dợ gì cả. Chỉ cần kết nối nguồn điện cho cả hai loa là nó đã tự động link với nhau để có thể chơi nhạc stereo rồi. Về phía bên ngoài, chúng ta được chắc chắn là chiếc loa của chúng ta được thiết kế hình trụ rồi, cũng như là phía bên ngoài chúng ta được bao bọc bởi một lớp vải cao cấp, và theo thông số của nhà sản xuất thì lớp vải này có khả năng chống bụi, quý vị nhé, lớp vải có khả năng chống bụi. Phía bên trên của chúng ta thì sẽ có một bảng điều khiển để chúng ta có thể tùy chọn được những cái tùy chọn bằng mặt cảm ứng, quý vị nhé. Và phía bên loa chính chúng ta sẽ có một mặt cảm ứng như vậy. Còn phía bên loa cây bên kia thì sẽ chỉ là mặt trơn thôi, không có mặt cảm ứng. Chúng ta chỉ cần điều chỉnh một loa thôi là sẽ có tác dụng cho cả hai loa, quý vị nhé. Thiết kế dạng hình trụ này, logo Harman Kardon, cũng như là có một chiếc đế rất là chắc chắn ở phía dưới. Và quý vị có thể nhìn lên trên màn hình thì chúng ta thấy đây là trang chủ của Bảo Châu Elect, thì chúng ta có thông tin của đôi loa Harman Kardon Citizen Tower. Hiện tại sản phẩm đang có mức giá bán tốt nhất tại trang web Bảo Châu Elect là 57.630.000 đồng, và nó đã được tiết kiệm 15% rồi, quý vị nhé. Giá thị trường bây giờ đang là hơn 67.800.000, và chúng ta tiết kiệm được hơn 10 triệu. Đây là một dòng loa cắm điện này, đó, bảo hành 12 tháng và thương hiệu Harman Kardon đến từ Mỹ. Một đổi một trong vòng 15 ngày, quý vị nhé. Nếu mà sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất thì chúng quý vị sẽ được đổi mới trong vòng 15 ngày, với điều kiện là quý vị hãy giữ giúp Hữu Duy là đầy đủ phụ kiện vỏ thùng để có thể đổi mới hoàn toàn, quý vị nhé. Rồi. Và chúng ta cũng sẽ có những cái chính sách rất là cơ bản tại Bảo Châu Elect, như là miễn phí giao hàng trong vòng bán kính 30 km này, miễn phí setup lắp đặt với đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu, giao hàng toàn quốc trả góp chỉ từ 1%. Rồi, và vì sao quý vị nên chọn Bảo Châu Elect? Bởi vì chúng tôi có 11 cơ sở trên toàn quốc, là đơn vị duy nhất có nhiều cơ sở nhất, showroom âm thanh nhất trên toàn quốc này, hàng chính hãng giá rẻ nhất Việt Nam. Bởi vì sao mà chúng tôi lại dám nói câu là giá rẻ nhất Việt Nam? Bởi vì là Bảo Châu Elect có nhiều cơ sở nhất trên toàn quốc. Thì quý vị có thể cảm tưởng được rằng là chúng tôi có nhiều cơ sở nhất trên toàn quốc, thì khi chúng tôi nhập hàng thì sẽ nhập với số lượng lớn nhất, thì chắc chắn với quý vị là sẽ có mức giá rẻ nhất Việt Nam. Rồi, nhà phân phối đại lý cấp 1 được ủy quyền từ các hãng này hỗ trợ kỹ thuật trọn đời, dịch vụ bảo hành nhanh. Rồi, đó là những thông tin cơ bản về Bảo Châu. Rồi, có quay lại sản phẩm thì chúng ta có thể thấy được những cái thông tin rất cơ bản này. Thiết kế sang trọng độc đáo, chất liệu cao cấp, chắc chắn rồi. Tích hợp màn LCD, âm thanh hi-fi với âm trầm mạnh mẽ này. Nghe nhạc đa phòng thông minh, âm thanh vòm ấn tượng. Chúng ta hoàn toàn có thể nghe nhạc đa phòng thông qua phần mềm Google Home. Đó, âm thanh vòm ấn tượng. Đây là một đôi loa front. Và nếu chúng ta muốn xem phim với một bộ dàn 5.1 thì chúng ta hoàn toàn có thể trang bị thêm các dòng sản phẩm đến từ series Citizen của Harman. Đây, quý vị có thể nhìn thấy ở phía dưới thì chúng ta có, đây là dòng Citizen Tower, nó được trang bị như là một đôi loa front trong bộ dàn 5.1. Thì chúng ta hoàn toàn có thể trang bị thêm một chiếc sao ba Citizen 3 này, đó, và trang bị thêm một chiếc sub Citizen sub cũng như là Citizen surround để làm chọn bộ chúng ta có thể thành một bộ dàn 5.1, quý vị nhé. Và chúng ta với một đôi loa front này cũng đã nghe rất là hay rồi, nhưng mà khi xem phim chúng ta cần âm thanh vòm thì 5.1 thì đây có thể nói là một option mà Hữu Duy mở rộng thêm, quý vị hoàn toàn có thể tham khảo thêm. Dạ vâng, quý vị, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn qua bảng thông số kỹ thuật để biết được cấu tạo bên trong cũng như sức mạnh bên trong của dòng loa Citizen Tower. Về cấu tạo của loa ấy, thì mỗi một loa của chúng ta sẽ bao gồm một củ loa Twister có đường kính là 2,5 cm, tương đương với 1 inch, quý vị nhé, 1 inch, cùng với hai củ loa woofer, hai củ loa trầm có đường kính là 4 inch, và một củ loa siêu trầm có đường kính là 8 inch, quý vị nhé. Sẽ bao gồm tổng thể là 4 củ loa, một củ loa Twister này, hai củ loa woofer và một củ loa subwoofer đó.
Tổng công suất đầu ra của một cây loa sẽ là 200W và hai cây loa sẽ là 400W quý vị nhé. Chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng cho không gian từ 20 cho đến 30, 40 mét vuông dùng vẫn rất là ok quý vị nhé. Kết nối không dây sẽ là Bluetooth 4.2 và Wi-Fi quý vị nhé. Ở sản phẩm này thì Hữu Duy cũng mong muốn rằng là có một cái chuẩn kết nối Bluetooth cao hơn, giả sử như là 5.0 chẳng hạn. Bây giờ những dòng loa Bluetooth nhỏ gọn thì cũng đã tích hợp 5.0 rồi. Nhưng mà đối với sản phẩm này thì có một chút Hữu Duy thấy hơi luyến tiếc một chút là sở hữu công nghệ Bluetooth chỉ là 4.2 thôi. Nhưng mà không sao, trong không gian nhà của chúng ta khoảng từ 50m² đổ lại thì với công nghệ Bluetooth 4.2 này nó vẫn đáp ứng hoàn toàn được tất cả nhu cầu mà chúng ta có thể stream nhạc thông qua thiết bị di động. Nhưng mà Hữu Duy vẫn mong muốn là 5.0 hơn quý vị nhé. Và đó là tổng thể của tất cả thông tin ngày hôm nay Hữu Duy muốn truyền tải đến quý vị về đôi loa mới ngày hôm nay, Hackman Garden Citation Tower. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm chất âm của dòng loa có thể nói là rất đặc biệt này quý vị nhé. Sao đến quyến luyến, áo anh quyện lấy bước chân hai chúng mình. Rồi vạn niềm nhớ lâng lâng xuyên sao hồn tôi. Còi ngân tiếng dài kia tàu về bến sông sao người gọi nhau. Từng người xuống người có đôi. Tôi có trông mà chẳng thấy. Sầm sập tối như hồn tôi đây ngơ ngác chim bay tìm về tổ ấm dưng dứt còi tàu chuyến bến sân ga lẻ loi trên trời vì sao đêm sớm vun vút trời mây đường xưa lối cũ có bóng tre. Bóng tre che thôn nghèo đường xưa lối cũ có anh trăng soi đường đi đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài đường xưa lối cũ có tiếng tiêu dụ lòng ai đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ mà đường chiều dịu nắng bóng em đi áo nâu in đường trắng đường xưa lối cũ có mẹ tôi run run trong hồn hoa lòng dạ thương nhớ nhớ đến tôi lòng không đi tìm gần gũi này
rồi. Khuya nay anh đi rồi. Tay nắm tay không rời, mắt ngắm xa chân trời mà lòng nghe nhớ thương. Anh ơi, chớ quên ngày mai đã có em chờ ai, chung say đẹp ý đời tương lai. Dạ vâng, thưa quý vị, và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm một số bản nhạc thông qua đôi loa Citizen Tower ngày hôm nay. Và có thể nói là cái chất bát của các dòng loa Harman Kardon luôn làm cho Hữu Duy ấn tượng. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiếng bát nó rất là sâu, cũng như là có độ lực. Có độ lực của bát thì hầu như không phải là dòng loa nào cũng có được. Và đặc biệt là đối với dòng loa Citizen Tower này, cho ra chất tiếng rất là chắc quý vị nhé. Và hiện tại sản phẩm Citizen Tower đôi loa ngày hôm nay của chúng ta đang được bày bán trên website của bảo Choi Lake là 56.880.000 đồng. Và đôi loa của chúng ta có hai màu để quý vị lựa chọn nhé. Thứ nhất là màu đen và thứ hai là màu xám. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi video của bảo Choi Lake. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ có một số những cách thức mua hàng sau đây. Đầu tiên, quý vị có thể đến trực tiếp 11 showroom của Bảo Châu để tham quan, mua sắm và tìm cho mình những sản phẩm yêu thích. Cách thứ hai là quý vị có thể truy cập vào website baochouelec.com để tìm cho mình những sản phẩm mình yêu thích. Cách thứ ba là quý vị có thể gọi đến hotline của Bảo Châu là 1900 0255, hoặc gọi đến hotline của Hữu Duy là 0866693631 để được tư vấn miễn phí mọi băn khoăn của mình. Và Bảo Châu Elec với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 11 cơ sở trên toàn quốc. Khi quý vị mua hàng, quý vị sẽ được set up tại nhà cũng như là giao hàng miễn phí trong vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất. Và chúng tôi có chế độ hỗ trợ trả góp dành cho quý vị với mức lãi suất chỉ từ 0% mà thôi. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu. Và đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh của Bảo Châu quý vị nhé. Nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi. Và còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!